Chào mừng quý vị khán giả của chương trình Tiện nghi 360. Đây là một chương trình luôn mang đến những thông tin mới, hấp dẫn và thú vị về tình hình công nghệ và điện ảnh thế giới trong vòng 24 giờ qua. Trong Tiện nghi 360 ngày hôm nay, Như Nguyễn xin mang đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. HTC One M9 có giá bán chính hãng tại Việt Nam. Microsoft ra mắt smartphone Lumia giá siêu rẻ. Sony cũng trình làng thêm một mẫu smartphone mới. Google bắt tay Tag Heuer sản xuất đồng hồ thông minh. BMW X6 2015 chính thức ra mắt tại Việt Nam. Captain America 3 nội chiến sẽ bấm máy trong tuần tới. Trailer đầu tiên của bộ phim Người vận chuyển tái xuất. Và một loạt thông tin hấp dẫn khác trong chuyên mục thú vị. Sau khi được ra mắt chính thức trên toàn thế giới vào tháng 3 vừa qua tại triển lãm MWC năm 2015, thì ngày hôm nay chúng ta đã có giá bán chính thức của smartphone cao cấp HTC One M9 tại thị trường Việt Nam vào tháng 4 sắp tới. Hệ thống bán lẻ điện thoại Mai Nguyên tại thành phố Hồ Chí Minh đã cho đặt hàng trước chiếc smartphone HTC One thế hệ thứ 3 của HTC là M9 với mức giá bằng với giá 16 triệu 990 nghìn đồng. Theo nhà bán lẻ này, đợt giao hàng dự kiến của HTC One M9 vào khoảng 13 đến 17 tháng 4 năm 2015 với các màu nòng súng và bạc viền vàng. HTC One M9 được trang bị nhiều tính năng của một smartphone cao cấp, máy có thiết kế nguyên khối, chip xử lý 8 lõi, camera đến 20 megapixel. Ngoài ra, camera trước của máy có độ phân giải 4 megapixel, trang bị công nghệ Ultra Pixel. Bên cạnh đó, M9 sử dụng hệ điều hành Android 5.0 Lollipop mới nhất, có khe cắm tẩy nhớ, màn hình 5 inch độ phân giải 1080p. HTC One M9 cùng với bộ đôi Galaxy S6 và S6 Edge của Samsung đang là những chiếc smartphone Android rất mạnh mẽ hiện nay. Sau sự xuất hiện của một loạt mẫu smartphone mới trong năm 2015, thì mới đây, hãng Microsoft lại tiếp tục trình làng một mẫu điện thoại thông minh giá rẻ khác, đó chính là Lumia 430 với giá chỉ khoảng 1,5 triệu đồng tại Việt Nam. Theo Microsoft, đây là chiếc Lumia rẻ nhất từ trước tới nay. Nếu so sánh với iPhone 6, thì số tiền bạn phải bỏ ra để sở hữu Lumia 430 chỉ bằng 1/9. Tất nhiên, Lumia 430 không thể mang lại những trải nghiệm cao cấp như iPhone, nhưng sự so sánh đó cho thấy mức giá của một chiếc smartphone hiện đã thấp hơn rất nhiều so với trước đây. Lumia 430 có màn hình 4 inch, độ phân giải WVGA, RAM 1GB, chip xử lý 2 nhân Qualcomm Snapdragon 200 và pin dung lượng 1500mAh. Lumia 430 là thành viên mới nhất của dòng smartphone giá rẻ mà Microsoft ra mắt gần đây. Trước đó, hai model giá rẻ khác đã được hãng phần mềm giới thiệu, gồm Lumia 435 và Lumia 532. Ở phân khúc ngược lại, Microsoft cho biết sẽ ra mắt điện thoại cao cấp chỉ khi phiên bản Windows 10 cho điện thoại được hoàn thiện. Microsoft cho biết Lumia 430 sẽ được bán vào tháng 4 2015 tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo một tin đồn gần đây, có thể phải tới tháng 9 năm nay, Sony mới trình làng chiếc smartphone cao cấp nhất trong năm 2015 của mình, đó là Xperia Z4. Thay vào đó, ngày hôm qua, công ty Nhật Bản này lại tiếp tục ra mắt một chiếc điện thoại thông minh khác, đó là Xperia G1 Compact. Xperia G1 Compact là phiên bản khác của mẫu Xperia A2 dành riêng cho nhà mạng NTT Docomo, được nâng cấp từ smartphone Xperia Z1 Compact. Máy có màn hình HD 720p, kích thước 4.3 inch, chip lợi tứ Qualcomm Snapdragon 800, RAM 2GB và bộ nhớ trong 16GB. Ngoài ra, máy còn có camera sau độ phân giải 20.7MP, camera trước 2.2MP. Tương tự các thiết bị dòng Xperia Z, smartphone mới được Sony trang bị khả năng chống nước theo tiêu chuẩn IP58, máy có pin 2.300mAh và chạy Android 4.4 KitKat khi bán ra. Tại Nhật Bản, Sony công bố giá bán của sản phẩm là $490. Tuy nhiên, hiện hãng chưa tiết lộ có bán G1C ra các thị trường khác hay không. Nhằm để cạnh tranh với sản phẩm Apple Watch vừa ra mắt, Google hôm nay đã công bố mối quan hệ hợp tác với Intel và thương hiệu đồng hồ xa xỉ Tag Heuer, hứa hẹn sẽ ra mắt mẫu đồng hồ thông minh Android Wear cao cấp trong năm 2015 này. Không ai trong số Google, Tag Heuer và Intel cung cấp thêm thông tin về mẫu Android Wear hạng sang này, ngoài trừ việc họ chú ý đến từng chi tiết nhỏ sao cho thiết bị đẹp nhất có thể. Với sự tham gia của Tag Heuer, rõ ràng Google đang muốn cạnh tranh với Apple Watch của Apple. Hiện tại, các mẫu smartwatch tốt nhất như Moto 360, Asus ZenWatch hay Huawei Watch đều tương đối rẻ. Chúng còn xa mới đạt đến được đẳng cấp của Rolex, mà dường như chỉ ngang hàng với Timex hay Seiko. Với Google, Tag Heuer mang đến tầm giá mới, người dùng mới và sự hiểu biết về thị trường đồng hồ cao cấp mà Google đang còn thiếu.
Ngoài Tag Heuer, Intel cũng là một ẩn số khá thú vị vì hãng chưa có sự hiện diện rõ nét trong mặt trận thiết bị dạng đeo. Tuy nhiên, đây là sự kết hợp khá dễ hiểu vì Intel có lịch sử tạo ra các sản phẩm tốt và công ty sẽ tập trung vào các linh kiện then chốt trong smartwatch. Sau một thời gian dài chờ đợi cùng hàng loạt các thông tin rò rỉ, chiều ngày 20 tháng 3, hãng xe BMW đã chính thức giới thiệu với người tiêu dùng Việt Nam phiên bản xe X6 2015 hoàn toàn mới. So với phiên bản cũ, thì BMW X6 2015 có nhiều điểm thay đổi mới. Trong đó, điểm dễ nhận ra chính là thiết kế ngoại thất của BMW X6 2015. Nhìn chung, thiết kế tổng thể của BMW X6 2015 vẫn giống với phiên bản hiện đang có mặt trên thị trường, với trần xe dốc xuống kéo dài đến cửa sau. Tuy nhiên, những tấm ốp thân mới lại mang đến sự hầm hố hơn cho BMW X6 2015. BMW X6 2015 được chia thành nhiều bản trang bị khác nhau. Trong đó, bản thấp nhất là BMW X6 X-Drive 30D 2015 sử dụng động cơ diesel 6 xi lanh thẳng hàng, dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa 255 mã lực. Theo Euro Auto, nhà phân phối chính thức của thương hiệu BMW tại Việt Nam, thì mẫu BMW X6 hoàn toàn mới sẽ có giá bán 3 tỷ 389 triệu đồng. Cách đây không lâu, chi nhánh châu Á-Thái Bình Dương của hãng xe Ford đã tung ra một đoạn video giới thiệu về các chế độ lái của Everest thế hệ mới. Nhờ đó, người hâm mộ có thể chiêm ngưỡng toàn bộ diện mạo thật và sống động của Ford Everest 2015 sắp ra mắt tại triển lãm Bangkok 2015 diễn ra vào tháng 4 tới. Trong clip được Ford châu Á-Thái Bình Dương đăng tải trên mạng YouTube, Everest được thử nghiệm và trình diễn các khả năng trên 4 địa hình tương ứng với 4 chế độ lái, tiêu chuẩn, đường tuyết, cát và đường đá. Thế hệ thứ 3 của Ford Everest sẽ được trang bị hệ dẫn động toàn phần, đi kèm hệ thống quản lý địa hình, giúp xe tương thích với các cung đường từ thông thường đến khắc nghiệt. Sức mạnh của Everest sẽ tới từ động cơ diesel mới Duratoc có công suất 3,2 lít 5 xi lanh, sản sinh công suất 200 mã lực, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Ngoài phiên bản nói trên, Ford còn cung cấp Everest động cơ xăng dung tích 2 lít tăng áp EcoBoost và động cơ dầu dung tích 2,2 lít 4 xi lanh. Dự kiến tại triển lãm ô tô Bangkok từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 tới đây, Ford Everest sẽ chính thức ra mắt tại Thái Lan và sẽ về Việt Nam dự kiến sớm nhất là vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2016. Ngay sau đây là các thông tin về điện ảnh. Chỉ còn hơn một tháng nữa là bom tấn Avengers Kỷ Nguyên Ultron sẽ chính thức công phá các rạp chiếu. Tuy nhiên, ngay từ lúc này, nhà sản xuất của bộ phim là Marvel đã chuẩn bị sẵn sàng thực hiện các bộ phim kế tiếp. Đáng kể nhất chính là Captain America 3 Nội Chiến. Theo như một số nguồn tin thân cận với nhà sản xuất, công tác chuẩn bị cho việc bấm máy của Captain America 3 đã gần như hoàn thành và trong vòng 2 tuần tới thì bộ phim sẽ chính thức được sản xuất. Ngay sau đó thì hãng Marvel cũng đã công bố cốt truyện chính của Civil War dành cho khán giả. Với những tổn thất để lại sau Avengers Kỷ Nguyên Ultron, nhóm siêu anh hùng bị chia rẽ thành hai phe, kiểm soát hay tiếp tục ủng hộ các hoạt động của nhóm, với người đứng đầu mỗi bên lần lượt là Iron Man và Captain America. Phần phim mới hứa hẹn sẽ vô cùng hoành tráng khi có sự góp mặt của nhiều siêu anh hùng khác nhau. Dự tính Captain America Nội Chiến sẽ ra mắt vào ngày 6 tháng 5 năm 2016. Cũng nhân dịp nói về các bộ phim siêu anh hùng của Marvel, thì trong hôm nay, hãng phim này cũng đã tung ra thêm một đoạn clip mới của bom tấn Avengers 2, hé lộ hàng loạt hình ảnh chưa từng công bố của bộ phim. Đoạn clip mới tuy chỉ có độ dài 1 phút, nhưng lại hé lộ hầu hết những hình ảnh nói về bộ phim, đặc biệt là trang bị của nhóm siêu anh hùng Avengers khi phải chống lại kẻ xấu mới là con robot hủy diệt Ultron. Hiện tại, bộ phim đang trong những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức ra rạp vào tháng 5 tới trên toàn cầu. Riêng khán giả Việt Nam thì sẽ có dịp thưởng thức bộ phim này vào ngày 24 tháng 4 này. It's all in the swing. If you step out that door, you're an Avenger. You didn't see that coming? All right, it's time for some fun. Thông tin đáng chú ý khác của điện ảnh thế giới ngày hôm nay đó chính là đoạn trailer của bộ phim hành động Transporter Refueled, tạm dịch là Người Vận Chuyển Tái Xuất. Tiếp nối thành công của series phim Người Vận Chuyển, Người Vận Chuyển Tái Xuất trở lại với dàn diễn viên hoàn toàn mới cùng nam chính gây tranh cãi là Ed Skrein trong Fried Friend Martin.
nguy hiểm lớn hơn và công nghệ cũng tối tân hơn. Thế nhưng nhân vật chính của chúng ta, người vận chuyển vẫn giữ ba điều luật bất di, bất dịch. Không thay đổi gieo kèo, không hỏi tên chủ hàng, không bao giờ xem gói hàng nhận vận chuyển. Với nhiều cảnh hành động mãn nhãn, bộ phim Người Vận Chuyển tái xuất, hứa hẹn thu hút được nhiều sự quan tâm của khán giả khi ra mắt. Bộ phim dự tính công chiếu vào ngày 19 tháng 6 này trên toàn thế giới. Tiếp theo là phần tin thú vị. Where are the packages? These are the packages. How you like them now? Now drive. Thought your John Wayne types just let it roll off your back. That was the old days. Now we hold grudges and get revenge. Don't worry. We will make him pay. Chiếc nhẫn ghi lại khoảnh khắc cầu hôn của cặp đôi. Việc cầu hôn được nhiều người coi là khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong cuộc đời của họ. Tuy nhiên, để ghi lại được những giây phút này một cách trọn vẹn và thực tế nhất thì lại không hề dễ dàng. Chính vì vậy, một sản phẩm độc đáo có tên Ring Cam đã ra đời. Đây thực chất là một chiếc camera siêu nhỏ được ngụy trang thành nhẫn kim cương giúp các chàng trai ghi nhận trọn vẹn nhất hình ảnh người yêu của mình khi cầu hôn họ. Nếu muốn làm buổi cầu hôn của mình đặc biệt hơn, người dùng có thể thuê Ring Cam trong vòng 3 tuần với giá $100. Ngoài ra, bạn có thể trả giá cao hơn để được đi kèm với dịch vụ dựng phim chuyên nghiệp từ nhà sản xuất cho sự kiện quan trọng của mình. Rác thải công nghệ về thế giới bên kia như thế nào? Các chất thải công nghệ, hay còn gọi là chất thải điện tử, bao gồm hàng triệu các sản phẩm công nghệ, các thiết bị điện tử hỏng, chết, lỗi thời hoặc quá sử dụng. Tuy nhiên, những rác thải này không những quá độc hại mà còn quá lãng phí nếu vứt chúng vào sọt rác. Do đó, các nhà máy tái chế rác thải điện tử đã ra đời. Tham quan Hugo New Recycling, một nhà máy tái chế sản phẩm điện tử quy mô lớn ở ngoại ô New York, chúng ta sẽ thấy được những băng truyền với số lượng đáng kinh ngạc của các thiết bị điện tử, từ ổ đĩa cứng đến màn hình máy vi tính, các thiết bị y tế, MacBook, máy in và vô vàn các thiết bị khác. Chúng được đưa về thế giới bên kia một cách khoa học với quá trình chọn lọc và xử lý kỹ lưỡng. Tái chế lại rác thải điện tử là một công việc hết sức hữu ích với khả năng tiết kiệm nguyên liệu cho tương lai, bảo vệ môi trường, cũng như tránh khỏi những nguy cơ nhiễm độc đối với con người khi tiếp xúc với loại rác thải này. Hy vọng rằng trong tương lai, những mô hình như thế sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, để thiết bị công nghệ sẽ không còn là sản phẩm có vòng đời quá ngắn như hiện nay. Ngắm nhìn công nghệ kỹ xảo của bộ phim về binh giải ngân hà. Dẫu biết rằng công nghệ đồ họa của Hollywood đã đạt đến trình độ không thể phân biệt thật giả, nhưng qua mỗi bộ phim, khán giả vẫn luôn có dịp trầm trồ trước những hình ảnh mà các nhà làm phim đã tạo nên trong mỗi cảnh quay. Mới đây, công ty kỹ xảo hình ảnh Framestore đã đăng tải một đoạn video cho thấy họ đã làm như thế nào để xây dựng một trạm không gian sống động như thật trong bộ phim bom tấn hè 2014 Guardians of the Galaxy. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và đừng quên, hãy đồng hành cùng Như Nguyễn để cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình công nghệ và điện ảnh thế giới cùng với Tiện Nghi 360. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!